Tôi nói trắng hộ, tôi đi xe đấy. Ôi, cảm
cái cưng bên này nè, chị ăn cái bị chiều lắm. Ô, các con xuống dùng nhà, cái này con bị chiều nè. Bà từ sỏi bên này đưa nè. Bắt đầu bên này đưa nè, các thầy nói chẳng ngọt, chẳng ngọt, chẳng mừng. Yeah, 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 yeah,
Em cái đống này nhỉ, mình thử xem cái đống không. Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.